về cuộc đời. Khi ta không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới? Ngoài trống vắng mà thôi Thủy ơi và tình ơi. Như loài chim bói ca trên cọc nhọn trắng ngang, tôi nhìn đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời Thủy ơi và tình ơi. Đừng bao giờ anh hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi em nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân em run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, em ai bằng mặt cắt đứt cuộc tình đầu. Thủy bây giờ về đâu? Thủy ơi và tình ơi. Đừng bao giờ anh hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi em nóng, vì sao tay em lạnh, vì sao thân em run, vì sao chân không vững, vì sao. Cuộc đời tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, em ai và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu Thủy bây giờ về đâu? Thủy bây giờ về đâu? Tôi là chim bói ca, anh là bóng trăng ngà, chỉ cách một mặt hồ mà muốn chung chia xa. Xin gặp lại quý vị. Và nhạc phẩm kế tiếp xin mời quý vị thưởng thức là một nhạc phẩm rất là vui tươi của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chín. Đó là bài Xin Như Làng Mây Trắng. Trời xanh đưa gió thơm lành, ta đi tìm quên lãng xa cuộc đời đầy những dối gian, quên đi tình nhân thế bao niềm đau cùng những ê chề, bon chen đời là thế, ôi cuộc đời đầy những đam mê. Là mây trời xanh là lẽ sao, ta
Cảm ơn ca sĩ Như Hương.